dạng không tuyệt sắc, làm rất tốt từng nam. Một địa thần nhất trọng còn con vậy mà có thể làm ta bị thương. Hôm nay ta nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Mùi chân thối thiệt nồng, nếu ngươi muốn hùng chết ta, vậy ngươi đã thành công rồi. Giải dụ trước khi chết đi. Quyết quả giới ngục kích. Quyết nhãn, đừng lãng phí công phu nữa, chứ dựa vào chiêu này của ngươi cũng muốn phá hủy thân của ta sao? Nằm mơ. Quyết nhãn tiền bối, dùng thanh đao này. Đao này quả nhiên bất phàm. Các ngươi tướng đổi thanh đao thì có thể thay đổi. Quyết sát thiên cương đao thuật. Đây là đao gì chứ? Đao lấy mạng của ngươi. Đáng chết. Nguyên thần quỷ động. Quyết sát thiên cương trảm. May mà không để nguyên thần của hắn thuận lợi chạy thoát. Tần Nam, lần này thực sự may mà có ngươi. Quyết nhãn tiền bối, lúc đầu ta đồng ý với ngài sau khi thăng tiên nhất định sẽ giết Long Quyền Lệnh, nhưng có vài chuyện ngài cũng nên nói với ta rồi nhỉ. Chuyện này nói ra thì dài, Hán Ma Thiên Thần Đại Nhân và Long Quyền Lệnh vốn là kết bái huynh đệ, hai người cơ duyên xảo hợp gặp được một truyền thừa, vốn có thể cùng lúc thăng tiên. Hán Ma Đại Nhân lại chịu độc thủ của Long Quyền Lệnh suýt chết, truyền thừa đó đương nhiên cũng bị Long Quyền tộc độc chiếm. Truyền thừa đó rốt cuộc là cái gì chứ? Ta cũng không biết nữa, Hán Ma Đại Nhân chỉ vào lúc sắp chết mới nói với ta, sau khi Long Quyền Lệnh trở thành địa tiên, có thể triệt để phát huy uy lực của truyền thừa này, đến lúc đó hắn sẽ có 50% cơ hội tấn cấp trở thành bá chủ cái thế. Tiền bối yên tâm, chuyện ta đã hứa thì nhất định làm được, cho dù Long Quyền Lệnh sau này trở thành bá chủ cái thế, ta cũng nhất định giết chết hắn. Vậy thì đa tạ ngươi. Chúng ta tiếp tục đi tới Lục Quang Thiên Hà thôi. Được. Bên bờ Lục Quang Thiên Hà. Đây chính là Lục Quang Thiên Hà nổi tiếng. Lực lượng của nước sông rất mạnh. Chỉ dùng lực lượng của nhục thân hoặc lực lượng tiên thuật căn bản không thể đi vào bên trong. Đúng vậy. Lực lượng của nước sông này đã vượt qua thiên thần, đạt tới cấp bậc tiên. Vậy chúng ta phải làm sao chứ? Vào trong thành mua cần câu được chế tạo riêng. Thành Lục Quan. Ông chủ, bán cho ta một chiếc cần câu dung nhập mảnh vỡ đá Lục Quan. Thiệt nhiều tu sĩ. Cường giả cấp bậc thiên thần cũng có hơn 50 người, thậm chí còn có đệ tử nội môn của thế lực cấp bậc bá chủ. Ngươi nhìn thấy ba chiếc thuyền đó không? Tu sĩ bên trên đều là đệ tử nội môn của ba đại đạo thống, vậy nên không có tu sĩ nào dám tới bên đó câu cá Lục Quang. Không hổ là đệ tử nội môn của đạo thống vô thường. Tiên căn trong cơ thể của những người đó đều rất mạnh, còn nắm giữ tam cực, tu vi cũng đạt tới cảnh giới thiên thần. Tần Nam, chúng ta tìm một chỗ khuất, nắm chắc thời gian câu đá Lục Quang thôi. Nghe nói dòng Lục Quang Thiên Hà này mỗi ngày chỉ sinh ra 100 viên đá Lục Quang. Được. Câu đá Lục Quang thuần túy là chuyện dựa vào vận may. Cho dù một chốc một lát không câu được cũng đừng lo lắng. Hả? Xem ra vận may của ta không tệ. Quyết nhãn tiền bối, chỗ này trồng cá lẫn lộn, lát nữa nhớ đừng làm ầm lên. Ý của ngươi là... Ừ, ta có dự cảm, lát nữa nhất định có thể câu ra được nhiều đá Lục Quang hơn nữa. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí,
edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.